Hi, chào mọi người. Em vẫn đang đợi mọi người thỉnh vòng chăm với lại mèo thần tài. Thì không nói quá nhiều về tác dụng cũng như là tính năng của nó, thì mọi người hãy đọc những cái feedback của khán giả, mọi người sẽ biết là nó có công dụng như thế nào ha. Thì cái vòng chăm cũng như là mèo thần tài nhìn qua nó rất là bình thường, tuy nhiên là khi gặp chuyện các bạn sẽ thấy được cái công dụng của nó như thế nào, lúc đó nó thực sự phát huy tác dụng. Mèo thần tài ngoài cái việc mà kéo tài lộc và giữ tài lộc cho khách, nó còn có thể trấn nhà. Còn khi đi ra ngoài như thế nào, thì các bạn khi đi ra ngoài thì hãy thỉnh cái vòng chăm này nè, nó sẽ cùng bạn đi bất cứ mọi đâu mà mọi người muốn. À quên, những hai chào các bạn, lại là mình Cu Khoa đây. Chắc là mọi người đang rất là nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của cái câu chuyện trong cái ngôi nhà này đúng không? Thì theo như các bạn đã xem ở tập trước á, là chắc chắn có một cái vong nhi đang ở ngoài sau của cái căn nhà này, cụ thể đó là ở cái khu vực của cái cây lớn lớn đó đó. Thì mình đã cố gắng tìm hiểu thông qua những cái mối quan hệ xung quanh của cái căn nhà này ở hàng xóm á, và mình chả biết được gì hết. Họ hoàn toàn không biết được cái câu chuyện đó như thế nào. Cũng có thể là họ đã giấu mình mà không nói cho mình biết, hoặc là họ có thể họ không biết thiệt á mọi người. Và sau một hồi mà tìm kiếm thì cuối cùng mình chả biết được thông tin nó như thế nào luôn. Thế là mình quyết định là mình tìm kiếm cái câu trả lời từ các vong linh ở đây, cái người mà trước đó đã báo mộng cho mình. Tuy nhiên rằng là sau cái đêm mà mình gặp họ ở trong mơ đó đó, thì mình đã cố gắng triệu hồi họ về lại nhưng mà cuối cùng không triệu hồi được. Còn một điều nữa là mình hỏi chính cái đứa bé đó, nhưng mà nó còn quá nhỏ để mà nó biết được những cái thông tin, những cái sự việc xảy ra trong suốt khoảng thời gian nó như thế nào. Thì mọi việc coi như là nó đi vào gọi là cái bế tắc luôn á các bạn. Mình thật sự mình không biết cái câu chuyện nó như thế nào. Dù sao thì có hữu duyên gặp được, mình sẽ đặt tên cho nó và mình sẽ cúng cho nó, sau đó mình sẽ gửi bé về ha. Đây, nãy giờ là mình xuống đây rồi và mình có chuẩn bị một cái ghế để mà mình làm cái bàn á các bạn. Mình định ra cũng ở ngoài kia cả, nhưng mà trời đang mưa, với lại hiện tại là trời tối, gió dữ lắm. Đó, các bạn nghe không? Lá cây đồ nó xào xạc, đồ tùm lum hết. À, bữa nay mới để ý một cái nữa đó là các bạn nhìn thấy rễ cây không? Rễ cây mà nó đâm xuyên qua bên cái tường này luôn á đó. Đó. Trời đang rất là tối và mình cũng đang rất là sợ. Có bạn na nào ở đây không đó? Không có bạn na nào, chỉ có bạn ốc sên thôi. Đây, ốc sên. Ok, thì trời nó đang mưa các bạn. Mình mà ra đây mình ngồi lát nữa lạnh quéo luôn á. Với lại hả, sợ tối á, mấy con kia đi vòng vòng. Rồi ok, thì tạm thời mình sẽ mở cái cửa như thế này để mà mình làm phép ha. Mình làm một cái nghi thức để mà có thể rước rước bé từ ở ngay chỗ cái gốc cây đó đi vào trong này ha. Ok, mình có chuẩn bị một số thứ, thì cái cây, nhãn, một dĩa muối gạo, và đây là tem tem hai hộp sữa. Và đây các bạn biết gì không, mình biết đó là một bé trai cho nên mình có đem theo ba cái chiếc xe nhỏ nhỏ đó để mà cúng cho nó ha. Rồi ok, ngoài ra thì đùng ở bên đó, ngoài ra thì mình còn có bông nữa mọi người đó, bông. Và à, cái bịch đen đen kia lát nữa mình sẽ cho các bạn xem ha. Rất là đặc biệt luôn.
Và đó là một cái thứ mà không thể thiếu khi mà cúng cho những bé mà dưới 12 tuổi á các bạn, mình còn gọi là chạn á. Ok, thì bây giờ chắc là mình sẽ đi đốt nhang xung quanh ở cái khu nhà này. Thì đốt nhang thì mấy lần trước thì mình cũng đốt, mình có cho các bạn xem đúng không? Nhưng mà lần này thôi chắc thôi khỏi đi ha, bởi vì cứ coi đi coi lại một cái cảnh thắp nhang hoài thì nó cũng chán. Thôi thì để mình thắp nhang xong rồi mình qua đây và mình làm cái nghi thức rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, con nhìn theo hương khói mà đi theo sư nha. Ở đây sư có để cho con á, là sữa, đồ chơi và một ít trái cây và muối gạo. Thì con tới đây con uống sữa, con chơi đồ chơi và dùng một ít trái cây, để lát nữa sư sẽ tặng cho con một cái món quà khác nữa. Có thể là những người khán giả người ta xem theo dõi cái video này không thấy con, và thực sự là ta cũng không thấy con nữa, nhưng mà ta cảm nhận được con đang ở trước mặt ta. Rồi bây giờ sư sẽ gỡ sữa ra cho con uống nha. Chơi đồ chơi đi. Rồi. Các bạn có thể, nếu mà ai mà có căng hoặc là ai mà có gọi là có một chút hữu duyên với lại đứa bé này á, thì chắc là mọi người cũng sẽ thấy, hoặc là ít nhiều gì các bạn cũng xem video á, các bạn sẽ cảm nhận được cái linh hồn của đứa bé ở ngay cái khúc này. Mình dám chắc điều đó, những ai mà hợp á, hữu duyên á, thì sẽ biết được. Còn hiện tại thì mình đang để cho bé ở đây. Các bạn có thể xem ha. Khi mà mình hữu duyên gặp được đứa bé này á các bạn, mình cảm thấy nó rất là tội nghiệp. Thực sự rất rất là tội nghiệp luôn. Bởi vì một cái linh hồn nhỏ bé không nơi nương tựa, đi lang thang, sau đó gặp một cái người xấu và họ bắt nó và họ luyện thành một cái phép đen. Rồi sau đó nó lại làm những cái điều xấu xa thì nó lại mang nghiệp. Không phải là nó nghe lệnh của người thầy đó đi và quấy phá người khác là nó không có tội đâu bạn, các bạn, nó vẫn có tội. Thì chắc là mình sẽ có một cái live stream hoặc là một cái video nào đó nói riêng về cái vấn đề những cái bé đỏ này, và giải thích tại sao có những người á, người ta hay bị đau một bên vai, hoặc là đau bên vai này hoặc là vai kia, nặng vai, rồi đau cổ, hoặc là
người hay mệt mỏi lúc về chiều, hoặc là hai cái chân giống như là đang đeo hai cái tạ, thì mình nghĩ là mình sẽ có một cái buổi livestream hoặc là một cái video nào đó nói về cái vấn đề này ha. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một số cái câu chuyện mà suốt khoảng thời gian qua mà mình đã được các chị fan kể lại tâm sự với mình và mình đã giúp họ như thế nào. Ok, chị muốn nói rằng với các bạn rằng là vong linh của đứa bé mà không nơi nương tựa nó rất là tội nghiệp, và không những đứa bé mà là những cái người mà chết ở tai nạn giao thông hoặc là những người tự tử đâu đó, nếu mà không gặp được thầy chân chính, không được siêu thoát, không được cầu siêu, không được cúng kính, không được có một cái chỗ ở đàng hoàng á, thì rất là tội nghiệp. Ok, mình sẽ dành một cái video đi hoặc là một buổi livestream nói về những cái vấn đề này với mọi người ha. Rồi thì nãy giờ mình cũng đã cúng cúng ở đây thì mình có gửi sữa, mà chắc nãy giờ bữa nay nó không chịu uống sữa hay sao á các bạn, nó thấy đồ chơi nó khoái quá hay sao á, rồi nó không thèm uống sữa. Nãy giờ cái sữa nó y nguyên rồi các bạn, nó không có cái động tĩnh gì hết này, thấy không đó. Rồi thì những ai mà cảm nhận được cái linh hồn trước mặt của mình á, thì có thể comment bên dưới cho mình ha, hoặc là nếu mà bạn nào thấy luôn á thì càng tốt. Như mình đã nói á, thì cái cây phong ấn ngoài kia nó sẽ không vào đây được đâu các bạn, nhưng mà lúc nãy á, là mình đã làm một cái nghi thức ở ngoài đó rồi, cho nên bây giờ bé nó có thể đi vòng vòng ở cái khu vực căn nhà này và cả ở ngoài kia luôn đó, cho nên mình mới cúng ở đây đó. Các bạn nhìn cái cây kìa. Nếu mà là gió nha, nếu mà là gió thì cái bông nó cũng sẽ rung, và cái tàn nhang này, các bạn nhìn cái tàn nhang này thấy không? Đó, nó cũng sẽ rớt, nhưng mà không. Các bạn nhìn cái bông đó, giống như cái bàn tay không? Giống như một cái bàn tay nhỏ nhỏ. Mình thì mình cảm nhận giống như một cái bàn tay nhỏ nhỏ đang muốn đụng vô chiếc xe ấy. Rồi con chơi đi, nếu mà con thích xe thì con chơi đi, hôm nay thầy đem ba chiếc xe này qua đi cho con đó, nếu mà con thích chiếc nào thì con cứ 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 lấy và con chơi thôi, rồi nếu mà con đụng vô được á, hoặc là con hiện diện ở đây á, các cô chú cũng muốn xem coi con có thể tác động vào những cái chiếc xe hoặc là sữa hay là gì đó hay không á, tại vì người bình thường sẽ không thấy được con đâu, đến cả sư luôn. Thực sự là mình chỉ có thể, mình nói nha, mình chỉ có thể thấy được gọi là một cái làn sương khói thôi, chứ mình không thấy rõ được cái hình dáng của bất kỳ một cái linh hồn nào. Có lẽ là mình chưa đủ lực để mà mình thấy được họ, nhưng mà như vậy cũng tốt quá các bạn, tại vì cứ thấy rõ mồn một á thì nó lại không hay lắm đúng không? Rồi bữa nay con có muốn uống uống sữa không? Nếu mà con uống sữa thì con uống đi. Thích cái chiếc xe này. Rồi mình ngồi xa xa ra cho các bạn xem, mà bắt công các bạn kêu là mình thổi thổi hay gì gì đó cho chiếc xe nó chạy. Còn hai chiếc kia thì con thích chiếc nào? Con thích chiếc nào thì con lấy con chơi đi.
mình đố các bạn nha, mình đố các bạn trong hai chiếc đó nó sẽ thích chiếc nào. Chơi không? Chơi đố nhau không? Bây giờ ông nào mà đoán được nó thích chiếc nào á thì tôi sẽ làm gì ta, sẽ ghim cái bình luận đó lên luôn cho mấy ông đoán nha. Khoan từ từ nha con, từ từ để cho các khán giả chọn. Đố mấy ông đứa bé nó sẽ thích chiếc nào. Khoan nha, con khoan làm gì nha, để cho cô chú chọn cái đi. Đó. Ồ, thấy chưa, thấy chưa? Còn cái chiếc màu trắng, cái chiếc màu trắng con có thích chiếc màu trắng không? Rồi, chúc mừng ông nào mà chọn cái chiếc màu xanh nha. Chiếc màu trắng nó không thích kìa. Nó thích chiếc màu vàng với lại chiếc màu xanh thôi. Rồi, ok, thôi. Nói liên thiên nãy giờ thì cũng nãy giờ rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình định tặng cho bé này món quà gì nha. Đây. Ta-da. Đây chính là món quà mà mình muốn tặng cho đứa bé. Đây. Các bạn biết đây là cái gì không? Đây là một cái bộ đồ của Trạng. Trạng á là những đứa bé mà mất sớm dưới 12 tuổi. Đó. Chắc chắn với các bạn rằng là sẽ không có ai mà cúng kính gì cho nó đâu các bạn. Rất là tội nghiệp, một vong linh không được ai cúng kính này kia các thứ mà đã bị bắt và bị niêm phong ở dưới một cái gốc cây như vậy, thật sự rất là tội nghiệp. Các bạn cứ tưởng tượng đi, trong khi tất cả những đứa bé may mắn được sinh ra đời đều được bố mẹ che chở, bảo bọc, thương yêu, những ai á mà có con á thì chắc là hiểu được cái điều này đúng không? Con của mình sinh ra mình thương nó như vậy á, thì thử hỏi các bạn coi, một đứa bé nó không may mắn, nó không may mắn giống như những đứa mà được ra đời, thì các bạn cứ tưởng tượng coi, nó đứng ở bên ngoài cửa sổ, nó nhìn vào, nó thấy ba mẹ của nó thương yêu những cái anh chị em của nó, tuy nhiên rằng là nó không có được cái điều đó, và cả bố mẹ của nó cũng không nhớ nó luôn, bởi vì nó đã mất rồi. Các bạn hiểu không? Cái cảm giác khi mà đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vô thấy chị em của mình được ba mẹ cưng chiều, ẵm bế, cho ăn những cái đồ ngon, trong khi mình ở ngoài này đói rét, không có một bộ đồ nào mặc, và chưa kể là còn bị ăn hiếp nữa, gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới á các bạn. Những bé nào mà may mắn á, được mẹ, được đi hầu mẹ, được đi hầu bà, và được các thầy khác gọi là có tâm á cứu rỗi thì nó còn đỡ. Còn mà xui xui mà gặp những cái người mà những thầy đồ á mà đi lâu lâu quá các bạn, người ta hay đi gom binh á, gom binh có nghĩa là gom những cái linh hồn mà chết oan chết ức, chết sông chết suối, chết bờ chết bụi, hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là như thế nào đó, thì họ gom về để mà họ luyện binh. Sau khi mà họ luyện binh á thì họ sẽ sai những cái người đó đi làm cái điều xấu xa này kia các thứ, thì lúc đó tội lại càng chồng tội và nghiệp thì nó càng mang nghiệp hơn nữa. Lúc đó thì như thế nào? Thôi thì hôm nay hữu duyên với mình á, trước hết á là mình sẽ giải thoát cái linh hồn của đứa bé đó ra, sau đó là mình sẽ tặng cho đứa bé. Đây là một cái hành trang để mà mình định đưa đứa bé về với lại mẹ cửu thiên huyền nữ á các bạn. Mình sẽ tặng cho bé một con ngựa và một bộ đồ thiệt là đẹp luôn. Mình định á là
một cái con ngựa màu đỏ thì cái bộ quần áo màu đỏ luôn, nhưng mà chỗ đó không có bộ quần áo màu đỏ, nó chỉ còn một bộ vàng và một bộ xanh thôi, cho nên thôi để mình lấy cái này đi đó. Rồi, đây là con ngựa nha, con ngựa này nè, rất là đẹp luôn á mọi người, thấy không? Mình sẽ làm tặng cho bé ha. Ủa, rớt đâu cái tay con ngựa rồi? À đây đây đây, ten ten. Ủa này phải cái tay không? Đây, cái này là cái gì đây? Cái tay, hình như cái tay á. Như bị rớt rồi trời. Rồi đấy, thấy chưa, đây là món quà mà mấy đứa bé nó rất thích luôn á các bạn, gọi là ông Trạng á, ông Trạng rất là thích luôn. Mình sẽ tặng cho bé một con ngựa và một bộ đồ ha. Đây là một cái bộ đồ đây. Rồi trước khi mà tặng bé cái bộ đồ này nè và cả con ngựa này nè, trước khi gửi bé về với mẹ của Thi Huyền Nữ thì mình sẽ đặt tên cho bé. Mình sẽ đặt cái tên tên gì ta, rồi sau đó cúng cho bé rồi mình sẽ đốt ha. Ok, thì cái quá trình mà làm cái nghi thức này nó cũng hơi lâu một xíu, cho nên chắc là mình qua cái cảnh này đi, cắt cái cảnh này cho các bạn rồi để làm nghi thức, rồi lát nữa xong mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi thì nãy giờ cũng đã hơn nửa cây nhang rồi á, các bạn có thể thấy nè, mình đã làm một cái nghi thức để mà có thể đặt tên và gửi cái món quà nho nhỏ đến cho bé. Mình nghĩ là chắc là nó rất là vui, bởi vì mình cảm giác như là cái không khí và cái năng lượng lúc mà mình gửi quà cho bé nó tươi mới lắm các bạn, nó vui vẻ lắm, nó không có còn u ám giống như hồi bữa nữa. Và đây, những cái món đồ cúng của mình hiện tại, lát nữa mình sẽ đem mấy cái này muối gạo á, rải ở ngoài kia, còn cái này thì mình hưởng được nha các bạn, sữa thì mình cũng hưởng được luôn, để lát nữa mình uống luôn. Rồi rồi bây giờ chắc là à con thích chơi hả? Ừ, lát nữa thầy sẽ gửi cho con luôn, lát nữa thầy sẽ hóa ba chiếc xe này cho con luôn nha. Ok, bé nó thích chơi á mọi người. Rồi thì bây giờ đốt những cái này chắc là đem ra ngoài kia đi, mà bây giờ gió quá ta, gió quá không biết nó bay bay rồi cháy nhà luôn á, là tiêu đời luôn á. Có bạn nào mà có thể cảm nhận được bé nó đang vòng vòng ở đây á thì comment cho mình biết nha, mình đưa vào danh sách nhận đệ tử luôn. Ok thì phải nói rằng là chắc là mình có duyên với lại những bé nhỏ hay sao á các bạn, bởi vì từ lúc mà mình làm kênh tới giờ á là mình cũng gặp khá là nhiều những vong linh của bé nhỏ. Cụ thể là các bạn, chắc là các bạn cũng nhớ đến cái series Cậu Bé Ma đúng không? Và đó là một cái series mà mình cảm thấy ấn tượng, cũng như rằng là nó để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm, cực nhiều kỷ niệm. Và còn cái con bé Liên Hoa nữa. Lâu lâu á mình cũng được một số anh chị gọi điện thoại hỏi rằng là giờ Liên Hoa với lại cậu bé như thế nào rồi, thì mình cũng nói rằng là hai đứa đó đã theo mẹ về để mà tu hành hết rồi, cho nên anh chị đừng có lo lắng về cái việc đó ha. Ok thì chắc là bây giờ mình sẽ đem con ngựa và một cái bộ đồ trạng để mà đem đốt cho bé ha, nó rất là vui. Các bạn không có mặt ở đây cho nên các bạn không thể cảm nhận được cái không khí ở ngay chỗ này như thế nào đâu, nhưng mà nếu mà các bạn là mình á, các bạn sẽ cảm nhận được là nó rất là vui. Vui bởi vì theo mình nghĩ á, là suốt một cái khoảng thời gian rất là dài không có ai hỏi thăm, không có ai
quan tâm, không ai cúng kính này kia các thứ á, thì hôm nay thì mình hữu duyên với bé, mình cúng, mình còn tặng quà cho nó nữa. Nói mà mình xúc động luôn á các bạn. Nói chung là để mà gặp được nhau á, đó là một cái duyên. Thì thôi thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà có thể để cho bé có thể tu tập và có thể chuyển kiếp khác ha. Rồi thôi không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ đốt thôi. Mình vừa định dọn cái bông thì các bạn nhìn nè, các bạn thấy không, giống như là nó đang cúi đầu vậy đó các bạn. Con cảm ơn thầy đúng không? Mình để xa xa ra cho các bạn xem ha. Rồi ok, thầy biết rồi. Rồi không có gì đâu. Nó giống như là nó đang cảm ơn mình đó các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ đốt cho con nha. Thầy gửi cho con 3 chiếc xe. Chúc con luôn bình an. Vậy với mẹ của Tiên Hiền Nữ, ráng tu tập mà học thầy nha con. Lần nào cũng vậy hết, cứ lần nào mà có những cái bông nhi thấy thương của nó vô cùng, không
biết là các bạn coi cái video này như thế nào, chứ thực ra là nếu mà không quay phim chắc là mình đã chảy nước mắt rồi á các bạn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Thì sắp tới đầu tháng 7 rồi, các bạn nào mà yếu bóng vía hoặc là hay thấy này thấy kia thì các bạn có thể thỉnh vòng trầm bên mình. Và còn một điều nữa là những ai mà thất thoát về tài lộc, về kinh tế đang bị suy sụp á, các bạn có thể thỉnh mèo bên mình nha, mèo thần tài bên mình. Rất là linh luôn, có rất là nhiều bạn đã comment phản hồi lại sau khi mà thỉnh mèo á, rất là chất lượng luôn á các bạn. Rồi các bạn mà thỉnh mèo hoặc là thỉnh vòng á, có thể nhắn tin qua Zalo cho mình 0768787621 nha. Và video đến ngày hôm nay, video này đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.